Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hoan nghênh đề xuất của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về việc tổ chức hội nghị hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Ông Sergei Lavrov ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời hoan nghênh đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc tổ chức hội nghị hòa bình với điều kiện Nga và Ukraine tham gia bình đẳng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Tại cuộc gặp ở Astana, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng thảo luận về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc. Phía Trung Quốc đánh giá cao việc lãnh đạo Nga lựa chọn Trung Quốc làm nơi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau khi ông Putin nhậm chức, Bộ Ngoại giao Nga thông tin. Mới đây, ông Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận. Theo Tổng thống Putin, mọi cuộc đàm phán cần tính đến những lợi ích của tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột, bao gồm lợi ích của Nga. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết ông cũng đã thảo luận về thỏa thuận hòa bình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Trung Quốc về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh hồi tháng 2, Trung Quốc đã công bố đề xuất 12 điểm gồm những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Vào thời điểm đó, đề xuất đã nhận được sự hoan nghênh ở cả Nga và Ukraine. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine vào các ngày 15 và 16 tháng 6 tới. Tại một khu nghỉ dưỡng ở miền trung Thụy Sĩ, khoảng 160 nước đã được mời tham dự, song Thụy Sĩ vẫn chưa chuyển lời mời tới Nga. Nga từng mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ sắp tới là vô nghĩa và cho biết Nga sẽ từ chối tham gia ngay cả khi được mời. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài năm thứ ba chưa có hồi kết. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga, Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga tuyên bố rằng những người phương Tây ủng hộ Kiev đang thực sự quan ngại trước việc sự ủng hộ của công chúng dành cho tổng thống Zelensky đang giảm nhanh chóng nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky về mặt kỹ thuật sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 2, mặc dù ông dự kiến sẽ giữ chức vụ của mình. Kiev đã từ chối tổ chức bầu cử Tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật. SVR ngày 20 tháng 5 tuyên bố các cuộc thăm dò dư luận do Mỹ và các đồng minh tiến hành ở Ukraine nhằm mục đích sử dụng nội bộ cho thấy sự thiếu tin tưởng vào nhà lãnh đạo đương nhiệm và một số tổ chức quan trọng của đất nước. Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Zelensky đã giảm xuống 17% và tiếp tục giảm hơn 70% công chúng không tin tưởng vào tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine, trong khi 90% muốn rời khỏi đất nước. Tuyên bố của SVR cho biết, ngay cả trong số quân đội, những người đang phải chịu sự điều chỉnh liên tục về ý thức hệ, mức độ nổi tiếng của Tổng thống Zelensky vẫn ở mức dưới 20%. SVR cho biết, các quốc gia phương Tây đã thúc giục chính phủ Tổng thống Zelensky tăng cường nỗ lực tuyên truyền để người Ukraine lo sợ rằng chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến thảm họa cho họ. Tuyên bố tiếp tục cho biết, Tổng thống Zelensky trong khi lo sợ cho sinh mạng chính trị của mình. Cũng đã tiến hành một cuộc thanh trừng trong bộ máy quân sự và an ninh để loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra đối với quyền lực của ông. Tuyên bố gần đây của Kiev cho rằng một âm mưu của các quan chức cấp cao nhằm ám sát Tổng thống Zelensky đã bị vạch trần, rõ ràng là hư cấu và xuất phát từ cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khiếu nại pháp lý về việc Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục tại nhiệm từ ngày 21 tháng 5 đang gây tranh cãi. Hiến pháp Ukraine có một số quy trình dân chủ nhất định dưới tình trạng thiết quân luật, chẳng hạn như bầu cử quốc hội hoặc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, nhưng không nêu ra những hạn chế tương tự đối với các cuộc bầu cử tổng thống. Các quan chức chính phủ cấp cao lý luận rằng, việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc trong hoàn cảnh này sẽ không an toàn cho cử tri và cực kỳ tốn kém. Một số phương tiện truyền thông cho rằng, trong một cuộc bầu cử giả định, sự nổi tiếng của Tổng thống Zelensky sẽ khiến ông trở thành lựa chọn mặc định của người dân Ukraine. Tướng cấp cao Mỹ cho biết, Washington hiện không có kế hoạch điều các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine và chỉ có thể làm như vậy khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Sau hơn 2 năm bùng nổ xung đột, Nga đang dần tiến vào miền đông Ukraine. Giữa lúc Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí do phương Tây chậm trễ cung cấp suốt nhiều tháng. Điều này đặt ra câu hỏi về việc Mỹ và các đồng minh có thể hỗ trợ thêm gì. Ngoài việc chi hàng tỷ đô la Mỹ mua vũ khí và cung cấp thông tin tình báo cũng như huấn luyện cho các lực lượng quân sự Ukraine ở nước ngoài. Theo hãng tin Reuters, ngày 20 tháng 5, tướng Charles Brown, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay, hiện tại Mỹ không có kế hoạch đưa các huấn luyện viên người Mỹ vào Ukraine. Trước đây, Mỹ có khoảng 150 huấn luyện viên quân sự tại Ukraine cho đến khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cũng theo ông Brown, ông tin Ukraine không sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ nga tình hình ở Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát vì Tổng thống Zelensky và giờ lãnh đạo quân sự không đáp ứng được nhiệm vụ tăng cường phòng thủ ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận. Tướng về hưu quân đội Ukraine Sergei Krivonov cho biết trên kênh YouTube Direct. Xin lưu ý tất cả các video về chuyến thăm vùng khắc cốt của ông Zelensky bị xóa khỏi Internet nhanh chóng như thế nào. Và những nỗ lực thuyết phục người dân, mọi thứ đều ổn ở đó đã dừng lại. Tôi thực sự muốn ai đó phải chịu trách nhiệm đối với hiện tại vì không còn nơi nào khác để đi. Tình hình vượt quá tầm kiểm soát, vị tướng về hưu nói. Theo chuyên gia, ban lãnh đạo Kiev trong tháng 3 và tháng 4 chỉ làm như đang xây dựng công sự ở khu vực Kharkov và các vùng khác. Ông tin rằng việc tăng cường phòng thủ không phải do quân đội mà do dân thường thực hiện. Theo Krivonos, người dân Ukraine sẽ sớm không chỉ bắt đầu đặt ra những câu hỏi gây bất tiện cho chính quyền mà còn có những hành động tích cực. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga gây ra một số thất bại đáng kể cho lính Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt và giải phóng các khu định cư quan trọng như Avdivka, Marinka, cũng như một số lượng lớn các ngôi làng khác ở Donbass. Ngoài ra, bắt đầu tiến quân thành công ở khu vực Kharkov, nơi họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đoàn nước ngoài. Các lữ đoàn cơ giới số 24, 42 và lữ đoàn thiết giáp số 125 của quân đội Ukraine tại một số khu định cư. Truyền thông Nga đưa tin, Quân đội nước này đã tấn công các nhà chứa máy bay ở Oskov thuộc vùng Nikolaev của Ukraine, nơi được cho là đang sử dụng để lắp ráp hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS mà phương Tây cung cấp cho Kiev. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời điều phối viên lực lượng ngầm Nikolaev, ông Sergei Lavedev cho biết, lực lượng Nga tại thành phố Ochakov đã tấn công các nhà chứa máy bay, nơi mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng để lắp ráp hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS. Ngoài ra, Cơ sở này còn là nơi bảo quản tên lửa Atak tầm xa được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công được Nga thực hiện bằng vũ khí chính xác, giúp phá hủy một lượng đáng kể thiết bị quân sự và đạn dược của Ukraine cất giữ trong các kho chứa. Đại diện lực lượng ngầm Nikolaev lưu ý rằng, việc phá hủy HIMARS và tên lửa ATACMS là một đòn giáng mạnh và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông nước này. Giới chức Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MRRS hoặc một tên lửa chiến thuật Atak MS. HIMARS được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Atak là tên lửa tác chiến chiến thuật được Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí đạn dược của đối phương